Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tỉnh nguyện phiên bản ghi âm, được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Ánh sáng trong bóng tối, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên chương 18, từ câu 28 đến câu 36, từ câu 46 đến câu 49. Chúa thắp sáng đèn của con, Jehovah Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con. Nhờ Ngài, con xông thẳng vào quân địch. Cậy Đức Chúa Trời, con sẽ vượt khỏi tường thành. Còn Đức Chúa Trời, các đường lối Ngài là trọn vẹn. Lời của Đức Jehovah đã được tinh luyện. Ngài là cái khiên cho những ai nương náu nơi Ngài. Trừ Đức Jehovah, ai là Đức Chúa Trời? Ngoài Đức Chúa Trời của chúng con, ai là vần đá lớn? Đức Chúa Trời thắt lưng con bằng năng lực và làm cho đường lối con trọn vẹn. Ngài làm cho chân con lẹ như chân nai cái và đặt con đứng vững trên các nơi cao. Ngài tập tay con đánh giặc, đến nỗi cánh tay con dương nổi cung đồng. Chúa cũng đã ban cái khiên cứu rỗi cho con. Tay phải của Chúa nâng đỡ con và sự khiêm nhu của Ngài làm con cao trọng. Chúa mở rộng đường mỗi bước con đi, để chân con không trượt ngã. Đức Jehovah hằng sống, vần đá đáng chúc tôn của con. Nguyện Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi con được tôn cao. Ngài là Đức Chúa Trời báo oán cho con, khiến các dân quy phục con. Ngài giải cứu con khỏi kẻ thù của con. Thật, Chúa nâng con cao hơn kẻ chống lại con và giải cứu con khỏi bọn hung tàn. Vì vậy, lạy Đức Jehovah, con sẽ ngợi ca Ngài giữa các nước và chúc tụng danh của Ngài. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Thi Thiên chương 18 câu 28. Chúa thắp sáng đèn của con, Jehovah Đức Chúa Trời của con chiếu rọi nơi tối tăm của con. Một cơn giông bão dữ dội đi qua thị trấn nơi chúng tôi mới chuyển đến sống, để lại không khí ẩm ướt và bầu trời tăm tối. Tôi dẫn chú chó Holly đi dạo. Trong tâm trí tôi, những thách thức của việc gia đình di chuyển xuyên quốc gia đến chỗ ở mới ngày càng trở nên nặng nề. Thất vọng vì mọi thứ đi quá xa với những điều mình hy vọng và kỳ vọng. Tôi đi chậm lại để Holly ngửi cỏ. Tôi lắng nghe con rạch chảy cạnh nhà, những đốm sáng bé nhỏ bật sáng và tắt đi khi lơ lửng trên mảng hoa dại leo bên bờ rạch. Chúng là đốm đốm. Chúa bao phủ tôi trong sự yên bình khi tôi nhìn những đốm sáng ấy nhấp nháy xuyên qua bóng tối. Tôi nghĩ đến Thi Thiên mà David hát: Chúa thắp sáng đèn của con, tuyên bố rằng Chúa chiếu rọi nơi tối tăm của mình. David bày tỏ niềm tin vững chắc vào sự chu cấp và bảo vệ của Chúa. Với sức Chúa ban, ông có thể đối diện với bất cứ điều gì xảy đến với mình. Tin cậy Chúa hằng sống ở cùng mình trong mọi hoàn cảnh, David hứa sẽ ca ngợi Ngài giữa các nước và chúc tụng danh của Ngài. Dù chúng ta đang đối diện với những cơn bão không thể lường trước của cuộc đời, hay tận hưởng sự tĩnh lặng sau cơn mưa, thì sự bình an đến bởi sự hiện diện của Chúa sẽ chiếu sáng cho chúng ta trong nơi tối tăm. Chúa hằng sống sẽ luôn là sức mạnh, nơi nương náu, là đấng bảo tồn và giải cứu chúng ta. Câu Kinh Thánh nào giúp bạn tin rằng Chúa luôn hiện diện? Việc nương cậy vào sự tốt lành, tối thượng của Chúa giúp chúng ta vượt qua cơn bão bằng đức tin vững vàng như thế nào? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha, xin giúp chúng con tin cậy vào sự tốt lành và tình yêu của Ngài ngay cả khi chúng con không thể nhìn thấy Ngài trong hoàn cảnh tối tăm của cuộc đời. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tỉnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi Mục vụ Lời sống hàng ngày.